Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, theo giờ địa phương, bà Yael Braun-Pivet đã tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Pháp sau 3 vòng bỏ phiếu căng thẳng với số phiếu ủng hộ không quá cách biệt. Điều này tiếp tục cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các lực lượng chính trị và kịch bản quốc hội treo ngày càng lớn tại Pháp. Với 220 phiếu ủng hộ tại vòng 3, bà Yael Braun-Pivet, ứng cử viên của Liên minh Trung sức ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Pháp sau khi vượt qua các đối thủ là ông André Chassaigneur, thành viên Đảng Cộng sản Pháp thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới, được 207 phiếu, và ông Sébastien Chenu, ứng cử viên của Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN, được 141 phiếu. Trong phát biểu đầu tiên sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội Pháp kêu gọi các nghị sĩ sớm vượt qua các bất đồng sau cuộc bầu cử quốc hội đang khiến nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và chia rẽ nhiều tuần. Quốc hội Pháp hiện nay mang tính đại diện nhất trong lịch sử, nhưng cũng bị chia rẽ nhất từ trước đến nay. Trọng trách to lớn của quốc hội buộc chúng ta không có lựa chọn nào khác là chúng ta phải thống nhất, chúng ta phải hợp tác và chúng ta phải nỗ lực để đạt thỏa hiệp. Các nhà phân tích địa bàn nhận định chiến thắng của bà Yael Braun-Pivet không thực sự thuyết phục khi chỉ hơn người đứng sau chỉ 13 phiếu và kém xa số phiếu qua bán là 289 phiếu. Liên minh cánh tả NFP, lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội Pháp hiện nay, cho rằng Tổng thống Macron đang đi ngược lại ý nguyện của người dân Pháp khi khai thác sự thiếu rõ ràng của Điều 23 trong Hiến pháp thông qua việc chưa chỉ định thủ tướng mới và giữ lại 17 thành viên chính phủ đã tử nhiệm để giúp bà Pivet tái cử. Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, cuộc bỏ phiếu đã phải tiến hành đến vòng thứ 3, một điều vô cùng hy hữu trong nền Cộng hòa đệ ngũ của Pháp. Bà Yael Braun-Pivet, 53 tuổi, là Chủ tịch Hạ viện kể từ năm 2022. Bà nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh trung dung của ông Macron cùng một số nhà lập pháp bảo thủ muốn ngăn cản ứng cử viên cánh tả giành được vị trí này. Trong khi đó, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Đảng Nước Pháp Bất Khuất lớn nhất trong Liên minh cánh tả tại Quốc hội, bà Martine Delpanot, mới đây cũng tiếp tục kêu gọi Tổng thống Pháp Macron trao quyền cho cánh tả thành lập chính phủ mới. Hạ viện, vốn là cơ quan lập pháp có ảnh hưởng lớn của Pháp, đã triệu tập cuộc họp đầu tiên vào ngày 18 tháng 7 sau cuộc bầu cử gay cấn hồi đầu tháng. Trong đó, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới NFP bất ngờ đứng đầu, vượt lên cả phe trung dung của ông Macron và phe cực hữu của bà Marine Le Pen. Ba khối chính trị lớn trên chi phối Hạ viện Pháp, nhưng không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối. Việc phân rẽ này gây ra hậu quả là cho đến nay, nước Pháp vẫn chưa thể chọn ra thủ tướng mới, trong khi lãnh đạo chính phủ đương nhiệm Gabriel Attal đã nộp đơn từ chức lên Tổng thống Macron và được ông chấp nhận. Phiên họp của Quốc hội diễn ra sau khi Tổng thống Macron chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal cùng với các bộ trưởng khác vào ngày 16 tháng 7. Họ được yêu cầu tiếp tục giữ chức vụ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được bổ nhiệm, vì Pháp đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Paris vào cuối tháng này. Từ Woodstock, Anh, nơi Tổng thống Macron đang tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu, ông từ chối bình luận về tình hình chính trị của Pháp và không nêu rõ khi nào sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới. Trong khi đó, các thành viên của Mặt trận Bình dân mới NFP giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện đã thúc giục Tổng thống để họ thành lập chính phủ mới. Vấn đề ở chỗ, bản thân các đảng chính của liên minh này cũng vẫn đang bất đồng về ứng cử viên thủ tướng của họ. Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, họ đã nhất trí ứng cử chung cho vị trí chủ tịch và chọn André Chassaigneur, 74 tuổi, một nhân vật nổi bật trong Đảng Cộng sản, được biết đến với hoạt động rộng rãi trong Quốc hội. Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Đảng Nước Pháp Bất Khuất lớn nhất trong liên minh cánh tả tại Quốc hội, bà Martine Delpanot tiếp tục kêu gọi Tổng thống Pháp Macron trao quyền cho cánh tả thành lập chính phủ mới. Chúng tôi là lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Macron chấm dứt việc phủ nhận dân chủ, bổ nhiệm thủ tướng hoặc một nữ thủ tướng của Liên minh Mặt trận Bình dân mới. Người dân Pháp mong muốn chấm dứt chính phủ cũ, nhưng điều này vẫn chưa diễn ra. Các công đoàn và nhà hoạt động cánh tả đã tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp cả nước vào ngày 18 tháng 7 để gây sức ép buộc Tổng thống Macron phải chọn một thủ tướng từ Mặt trận Bình dân mới. Rõ ràng là Đảng Mặt trận Bình dân mới NFP đã giành được nhiều phiếu hơn, nhưng ông Macron vẫn tuyên bố không có ai chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp. Ông ấy không chấp nhận điều mà mình không muốn. Ông ấy giữ quyền lực như chai bám trên đá, chứ không thực sự tôn trọng kết quả bầu cử.
Chính phủ của ông Macron đang từ chối công nhận chiến thắng của đảng NFP dù họ về nhất trong cuộc bầu cử. Macron và chính phủ của ông ấy nên chấp nhận điều đó và thành lập chính phủ cánh tả mới. Tuy nhiên, ông Macron hoàn toàn có thể phớt lờ những sức ép này bởi hiến pháp không quy định mốc thời gian cụ thể cho việc tổng thống phải bổ nhiệm thủ tướng mới. Giới quan sát cho rằng bất cứ chính phủ mới nào tại Pháp mà không có sự tham gia của hai trong ba liên minh lớn nhất hiện nay là NFP, RN và Trung Sức đều khó có thể trụ vững. Thế nhưng do chương trình nghị sự của ba lực lượng này có khác biệt quá lớn, nên chính trường nước Pháp thời gian tới sẽ rất khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn và quá trình thương lượng để tìm kiếm một đa số mới đứng ra thành lập chính phủ có nguy cơ kéo dài. Cho tới nay, cả ba phe là NFP, RN và Trung Sức đều phủ nhận bắt tay với lực lượng khác để lập chính phủ mới sau bầu cử. Kịch bản được nhắc đến nhiều nhất lúc này là một chính phủ liên minh gồm nhiều sắc thái chính trị như tại Bỉ, Đức, Italia hay mới đây là Hà Lan, bao gồm các đảng cánh tả, không gồm đảng LFI, cánh hữu và khối trung hữu của Tổng thống Emmanuel Macron. Chính phủ kỹ trị là thuật ngữ dùng để chỉ nội các gồm các chuyên gia như nhà kinh tế, công chức cấp cao, học giả, nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc công đoàn. Những chuyên gia này không liên kết với bất kỳ đảng phái hoặc liên minh chính trị nào. Vấn đề là nước Pháp từ trước tới nay chưa từng có một chính phủ như vậy. Dù với bất kỳ kịch bản nào, Pháp đối mặt với một thời kỳ bế tắc chính trị kéo dài với nguy cơ các vấn đề lập pháp bị trì trệ. Trong trường hợp có một chính phủ kỹ thuật với các bộ trưởng không thuộc đảng phái nào để xử lý các vấn đề sự vụ và thực hiện một số cải cách không quan trọng, nếu có với sự đồng thuận của Quốc hội, những vấn đề hệ trọng với nước Pháp có thể phải chờ đợi một cuộc bầu cử lập pháp mới. Hiến pháp của Pháp quy định bất kể kịch bản nào được lựa chọn và trong bất kỳ trường hợp nào, Quốc hội mới được bầu cũng không thể bị giải tán trong vòng một năm, tức là trước tháng 7 năm 2025. Tôi cho rằng Pháp sẽ phải đối mặt với một thời kỳ bất ổn chính trị kéo dài, thậm chí có thể khiến các vấn đề chính sách bị tê liệt trong những tháng và cả những năm tới. Hiến pháp nền Cộng hòa thứ 5 quy định Tổng thống không thể giải tán nghị viện hoặc nghị viện không thể bị giải tán bằng bỏ phiếu bất tín nhiệm trong 12 tháng sau cuộc bầu cử quốc hội. Vì vậy, chúng ta sẽ mắc kẹt với cơ cấu này 12 tháng tới. Nếu đàm phán không ngã ngũ, bế tắc chính trị trong quốc hội là điều khó tránh. Đã phải có những cuộc đàm phán trong Quốc hội, và giờ tôi cho rằng chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi thực sự khi trung tâm chính trị Pháp dịch chuyển từ phủ Tổng thống sang Quốc hội. Tổng thống Macron đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Gabriel Attal, song yêu cầu ông tiếp tục tạm quyền điều hành chính phủ trong bối cảnh nước Pháp chuẩn bị cho các sự kiện lớn, nhất là Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024 sẽ diễn ra sắp tới. Hiến pháp Pháp cho phép Tổng thống có quyền tự do lựa chọn người sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng, nhưng cũng quy định Thủ tướng phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội để tránh vấn đề lạm quyền. Trong khi đó, thế chân vạc chia ba tại Quốc hội sau bầu cử khiến vị trí Thủ tướng tương lai trở nên khó đoán định. Đến lúc này vẫn chưa thấy xuất hiện một gương mặt triển vọng thực sự rõ ràng cho chiếc ghế Thủ tướng. Theo giới quan sát, nước Pháp đang trong tình thế so bó đũa, chọn cột cờ với vị trí thủ tướng, một điều được cho là rất khó khăn bởi đó phải là người nhận được sự ủng hộ của cả Tổng thống Emmanuel Macron và đa số quốc hội, cũng như có khả năng dung hòa giữa các phe phái chính trị, hàn gắn đất nước bị phân cực sâu sắc sau các kỳ bầu cử vừa qua. Thế bế tắc quốc hội treo bên chính trường Pháp rõ ràng là khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều.